cũng buồn lắm, nhưng mà thật sự là khi một tham gia một chương trình truyền hình thực tế với một bộ phim thì nó có khác nhau rất là nhiều. Bộ phim thì mình phải diễn theo kịch bản, còn truyền hình thực tế thì phải thể hiện tính cách của mình. Nên Khá nghĩ là dù ở cái vai trò nào đi nữa, là một thí sinh hay là một diễn viên, thì Nga cũng cần có sự ủng hộ của tất cả các khán giả, cũng như là những cái ý kiến tích cực thì mọi người hãy góp ý cho Nga. Nga sẽ qua đó Nga sẽ nhìn nhận và sửa đổi mình nhiều hơn. Và hy vọng là những bộ phim sắp tới cũng như những hoạt động sắp tới sẽ được mọi người ủng hộ hơn. Nhiều lắm, bây giờ nói sao hết được. Có inbox là ha ha ha, về rồi hả con A3 đáng đời. Ê cái con A3 này sao không về lẹ đi. Nhiều lắm. Cái đó nói lên nó tiêu cực lắm. Các bạn ơi, khi mà mình xem một chương trình thì mình hãy nhìn nhận một cách khách quan và nghĩ theo một cách tích cực hơn. Đừng đánh giá quá nhiều điều tiêu cực. Và Nga nghĩ là những cái điều tích cực đó, những góp ý chân thành đó, Nga sẽ tiếp thu và nhìn nhận và sửa đổi. Thiệt sự là fan thì Nga cũng có một lượng fan nho nhỏ, các bạn cũng yêu mến Nga và inbox cho Nga. Nhưng mà trong số đó thì Nga có ấn tượng với một bạn, đó là: chị ơi, em thấy tay chị hơi thô, hơi khô, thì chị hãy dưỡng da tay, rồi kiểu như là môi chị hơi khô thì chị hãy dưỡng môi, kiểu như vậy. Những cái lời khuyên, những cái lời quan tâm đến với mình rất là trân trọng nó. Nga cảm ơn tất cả các bạn đó.